Năm nay là năm Giáp Thìn 2024. Nhìn lại lịch sử, chúng ta sẽ thấy rằng trong vô hình dường như có một quy luật nào đó đang ẩn hiện. Cứ đến các năm Thìn, đặc biệt là các năm Giáp Thìn, 60 năm một lần, Việt Nam sẽ phải hứng chịu các đợt tai ương nghiêm trọng liên quan đến mưa bão và lũ lụt. Người dân cả nước đều đang chung sức chung lòng hướng về các tỉnh phía Bắc và miền Trung, nơi vừa trải qua và đang gánh chịu sự tàn phá nặng nề về người và tài sản của siêu bão Yagi, cơn bão được xem là lớn nhất lịch sử trong suốt 30 năm trở lại đây. Cuồng phong năm Thìn bão lụt, đại hồng thủy có lặp lại hay không? Tác giả Thế Di. Gặp em đây mới biết em còn, hồi năm Thìn bão lụt, anh khóc mòn con ngươi. Câu thơ mà tôi vừa nhắc đến từ lâu đã đi vào ca dao Việt Nam như một lời nhắc nhở của người xưa với các thế hệ mai sau về quy luật năm Thìn bão lụt. Tức là theo quan niệm dân gian, hệ đến năm Thìn là sẽ có bão lụt. Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhìn lại lịch sử những năm Giáp Thìn một chút. Đầu tiên là cơn bão lịch sử năm 1904. Theo các tài liệu cũ viết về vùng đất Nam Bộ như cuốn Gò Công Cảnh Cũ Người Xưa của tác giả Việt Cúc xuất bản những năm 1970, bài viết Năm Thìn bão lụt của tác giả Sơn Nam và nhà báo Tô Nguyệt Đình, hay cuốn Gò Công Xưa Và Nay của cụ Huỳnh Minh, thì cụm từ Năm Thìn bão lụt chính là năm Giáp Thìn 1904, cách đây 120 năm. Cụ thể, đó là trận bão lụt kinh hoàng đã càn quét qua vùng đất Gò Công và các tỉnh Nam Kỳ vào ngày rằm, tức là khoảng đầu tháng 5 năm 1904 dương lịch. Dân gian Nam Bộ còn có bài thơ rằng: Mỹ Tho cửa tiểu Ba Đào, Bến Tre Cần Giuộc Vũng Tàu Đồng Tranh, Cần Giờ Bà Rịa chung quanh, thảy đều hư hại đành rằng chẳng sai. Vĩnh Long Sa Đéc một vài, Cần Thơ cây ngã lầu đài vô can. Điều này cho thấy rằng trận bão lụt năm ấy có phạm vi ảnh hưởng đến hầu hết toàn Nam Bộ, thậm chí là lan sang đến tận Campuchia. Theo miêu tả của tác giả Huỳnh Minh, vào ngày ấy, mưa dầm từ trưa đến 4 giờ chiều, gió rung cây lá đổ, lần lượt nhà lá sập, rệu rã trong mưa giông. Cũng cần nói thêm, thời điểm này chính là lúc các đình làng khai hội kỳ yên, trong làng làm lễ cúng thần, xây chầu đại bội, đào kép còn mang râu đội mão, bị nước dâng ngập lụt tới gốc đình, có người mắc kẹt trên cây, mặc nguyên phần trang điểm, kêu la cầu cứu. Chi tiết này cho thấy đây là cơn bão lụt bất thình lình, nên người dân hoàn toàn thụ động trong việc ứng phó. Thêm vào đó, Nam Bộ vốn là vùng đất ít có bão lụt, nên kinh nghiệm của người dân trước mưa bão là không nhiều. Theo thống kê của các tư liệu năm đó, trận bão đã cướp đi sinh mạng của hơn 5.000 người, gia súc chết khoảng 80% tài sản và nhà cửa thì bị hủy hoại khoảng 50%. Trận lụt kinh hoàng năm 1964. Những tưởng câu chuyện về năm Thìn bão lụt sẽ khép lại ở đó và bụi thời gian sẽ chôn vùi ký ức kinh hoàng năm 1904 vào quên lãng. Nhưng tròn 60 năm sau, tức năm 1964, cũng là năm Giáp Thìn, lại thêm một trận lụt khủng khiếp nữa càn quét qua miền Trung nước ta. Theo các ghi chép và lời kể của những người lớn tuổi, vào đầu tháng 11 năm 1964, trận lụt lịch sử ấy đã ập đến, gây ra nhiều thiệt hại tàn khốc cho người dân các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định, trong đó tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất là Quảng Nam. Cả tỉnh có hàng vạn ngôi nhà bị cuốn trôi, hàng nghìn người chết, hàng nghìn hecta ruộng đất bị bồi lấp và thiệt hại lớn về tài sản hoa màu. Đại Lộc, Quế Sơn, gồm cả huyện Nông Sơn hiện nay, Điện Bàn, Duy Xuyên là những địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất. Tại Đại Lộc, hơn 1.200 ngôi nhà bị trôi, 253 người chết, hơn 45.000 hecta lúa, bắp và vô số tài sản gia súc bị cuốn trôi. Trong đó, thiệt hại nặng nhất là các xã Lộc Quý, Lộc Sơn, Lộc Phước, Lộc Hòa, Lộc Vĩnh. Tại huyện Quế Sơn, các thôn An Toàn, xã Hiệp Thuận, Bình Kiều, nay thuộc xã Hiệp Hòa, huyện Hiệp Đức, Thạch Bích bị trôi toàn bộ nhà cửa, tài sản hoa màu, 5.000 người thiệt mạng và mất tích. Làng Đông An nằm ở thượng nguồn sông Thu Bồn, vào lúc đó thậm chí đã bị trận lụt tàn phá hoàn toàn. Tất cả nhà cửa đều bị san bằng, cả làng chỉ có 19 người sống sót. Lũ lụt khiến xác người và gia súc, gia cầm cuốn theo dòng nước ra tận biển và ùn tắc thành một bờ đê xác.
năm nay 2024. Theo cách tính của người xưa thì cứ 60 năm là một chu kỳ hoa giáp, nghĩa là cứ qua một hoa giáp thì tên gọi của năm đó sẽ được lặp lại. Năm 1904 là Giáp Thìn, 60 năm sau, năm 1964 cũng là Giáp Thìn. Cả hai năm Giáp Thìn nối tiếp nhau đã khiến miền Nam và miền Trung lần lượt phải đối diện với hai trận lụt mang tính lịch sử, thậm chí được nhiều người lớn tuổi ví như kiếp nạn Đại Hồng Thủy mà thần thoại và tôn giáo từng nhắc đến. Do đó, không ngẫu nhiên mà người ta cho rằng cứ đến năm Thìn là sẽ có bão lụt. Năm nay, năm 2024, vừa đúng một chu kỳ hoa giáp, năm Giáp Thìn lại một lần nữa trở lại. Thật ra hồi năm 2023, tôi có nghe một người bạn kể rằng anh ấy thường hay nghe những người xe ôm và người già ngồi nói chuyện ở quán cà phê bàn với nhau rằng năm sau là năm Thìn bão lụt, qua 60 năm nó trở lại rồi, rồng sẽ phun nước lớn đây. Điều này cho thấy rằng người dân cũng không hề lạc quan trước tình hình mưa lũ năm Giáp Thìn. Năm nay, cuối tháng 8 và đầu tháng 9 vừa qua, các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ và Nam Bộ cũng đã hứng chịu nhiều trận mưa rất lớn, gió giật mạnh, gây ra một số thiệt hại đáng kể. Và rồi sau đó cơn bão số 3, tức siêu bão Yagi đã tiến vào Việt Nam. Lần này phạm vi hoạt động của bão là miền Bắc. Như vậy cả ba miền Nam, Trung, Bắc của nước ta qua ba lần Giáp Thìn đều đã hứng chịu cơn Đại Hồng Thủy. Khi bão Yagi còn ở ngoài khơi, rất nhiều cư dân mạng thông qua hình ảnh từ vệ tinh đã ví siêu bão này như một con zombie đang tiến vào đất liền. Và quả thật tai ương mà nó để lại quá đỗi khủng khiếp. Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, theo báo cáo của các địa phương, thống kê đến 6 giờ ngày 14 tháng 9, bão số 3 và mưa lũ do hoàn lưu bão đã khiến 345 người thiệt mạng và mất tích. Trong đó có 262 người được xác định là đã qua đời. Tổng số người bị thương là 1.908 người. Số nhà cửa bị hư hỏng là hơn 160.000. Về nông nghiệp, 183.394 hecta lúa, 44.071 hecta hoa màu bị ngập úng thiệt hại, 23.661 hecta cây ăn quả bị hư hại, 2.250 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng cuốn trôi, 9.079 con gia súc, gần 2 triệu con gia cầm bị chết. Chưa kể đến sự cố sập cầu Phong Châu, gây thiệt hại về người và tài sản rất đáng kể. Tất nhiên trên đây cũng chỉ là những con số rất sơ lược, nạn nhân của mưa lũ nhiều đến mức khiến cho các bệnh viện tuyến trung ương quá tải, tiếng kêu cứu đầy rẫy khắp các trang mạng xã hội. Không những phải sống cảnh màn trời chiếu đất mà còn thấp thỏm lo lắng vì không biết những thiên tai nào sẽ xảy đến tiếp theo. Người ở các vùng khác cũng không yên lòng, liên tiếp chia sẻ thông tin, kêu gọi và có những hành động thiết thực để cứu trợ người dân đang gặp khó khăn. Họa vô đơn chí, một vụ tai nạn kinh hoàng khác cũng đã xảy ra ở miền Bắc giữa lúc bão Yagi đang hoành hành. Đó là vào ngày 9 tháng 9, cầu Phong Châu bắc qua sông Hồng ở tỉnh Phú Thọ đã bị sập, trôi hai nhịp thép, khiến các phương tiện lưu thông trên đó đều bị rơi xuống sông và làm hàng chục người mất tích. Mặc dù việc sập cầu Phong Châu không liên quan trực tiếp đến siêu bão Yagi, nhưng cũng là một vụ tai nạn liên quan đến nước. Đại kiếp, tiểu kiếp và cách thoát khỏi nguy nan. Qua những thống kê trên, dẫu chúng ta có muốn nhìn nhận hay không thì đều có thể thấy quan niệm của người xưa về năm Thìn bão lụt không phải ngẫu nhiên mà có. Ngoài 3 năm Đại Hồng Thủy kể trên, Việt Nam cũng từng hứng chịu nhiều trận lũ lụt, bão hoặc mưa lớn vào các năm Thìn khác như Nhâm Thìn 1952, Canh Thìn 2000. Tất nhiên cũng có những năm Thìn có lũ ít hoặc không có bão, và cũng có nhiều năm khác không phải là năm Thìn nhưng vẫn có bão lũ. Do đó nhiều người dựa vào cơ sở này mà cho rằng việc năm Thìn bão lụt là không có căn cứ. Cá nhân tôi lý giải rằng, cũng giống như những gì đã giảng trong các tôn giáo chính thống, trên địa cầu sẽ có đại kiếp nạn và tiểu kiếp nạn. Đại kiếp nạn thì trải qua thời gian lâu dài mới có một lần nhưng quy mô rất lớn. Còn tiểu kiếp nạn có quy mô nhỏ hơn nhưng lại xảy ra thường xuyên hơn. Nếu đối chiếu với điều này thì rất có thể 60 năm một lần năm Giáp Thìn lặp lại chính là một đại kiếp ứng với nạn Hồng Thủy. Còn khoảng cách giữa hai lần tiểu kiếp nạn thì ngắn hơn. Do đó tiểu kiếp nạn có thể rơi vào năm Thìn, cũng có thể không rơi vào năm Thìn.
Điều này thì không hoàn toàn rõ ràng, chỉ là nạn thủy tai thường có xu hướng gắn với năm thìn nhiều hơn. Việc nắm bắt được quy luật của các chu kỳ đại kiếp nạn và tiểu kiếp nạn là rất khó. Tuy nhiên, dựa trên những gì được các chính giáo tuyên giảng cũng như lời răn dạy của người xưa, chúng ta có thể phần nào biết được nguyên nhân của các kiếp nạn. Đó là khi lòng người trở nên không còn tốt nữa. Chúng ta đều biết rằng những năm qua đạo đức xã hội đang trượt dốc mỗi ngày một lớn, những hiện tượng bất hảo xuất hiện tràn lan. Điều này thì chắc hẳn mọi người đều cảm giác được. Tôi xin nhấn mạnh rằng ở đây tôi không hề có ý phê phán hay chỉ trích cá nhân nào không tốt, mà tôi muốn nói xu hướng chung của tình hình xã hội. Trong khi tôn giáo giảng rằng khi lòng người trở nên không còn tốt thì chúng ta sẽ tạo nhiều nghiệp, đành rằng có người cố ý làm điều xấu, nhưng cũng có rất nhiều người vì không biết mà trôi theo dòng chảy lớn. Một khi nghiệp lực của một người trở nên lớn thì cuộc đời người đó sẽ gặp nhiều chuyện không may. Có thể là mất tiền, mắc bệnh, gặp nạn, liên tiếp xuất hiện nhiều việc không được như ý muốn, vân vân. Còn khi nghiệp lực của một cộng đồng trở nên quá lớn thì cộng đồng ấy có nguy cơ sẽ phải đối mặt với những tai họa khác nhau như thiên tai, dịch bệnh, nạn đói, chiến tranh, hỏa hoạn. Khi tai họa giáng xuống thì tùy theo mức độ lớn nhỏ mà được phân thành đại kiếp nạn và tiểu kiếp nạn. Đây là an bài của trời cao, vừa trừng phạt người xấu, vừa giúp những người khá tốt thông qua khổ nạn mà trừ nghiệp lực, cũng vừa là lời nhắc nhở những người đang cố ý tạo nghiệp, hãy mau chóng quay đầu không làm chuyện xấu nữa. Nhưng nói thế nào thì khi kiếp nạn xảy ra, dù lớn hay nhỏ, cũng không phải là điều mà chúng ta mong muốn. Ai cũng mong bản thân và gia đình mình có được một cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Điều này không sai. Nhưng muốn vậy thì trước tiên chúng ta phải sống tốt, thay đổi bản thân để trở thành người tốt hơn nữa, nâng cao tâm tính và tiêu chuẩn đạo đức của mình. Có như vậy chúng ta mới tích được phúc phận và có phúc báo. Cơ sở của những điều này nằm ở tín ngưỡng chân chính vào thần Phật. Khi người ta tin rằng trên đầu ba thứ có thần linh thì họ sẽ không dám làm việc xấu mà cố gắng làm nhiều việc tốt. Biểu hiện của người tin vào thần Phật không nằm ở chỗ họ thắp hương cúng bái, vào giáo đường cầu nguyện, dâng lên tế phẩm, tụng đọc kinh sách hay có nhiều kiến thức về tôn giáo, mà nằm ở chỗ họ có thực sự chịu theo lời giảng dạy của thần để làm một người tốt, một người chân chính và giữ gìn đạo đức truyền thống hay không. Chỉ khi chúng ta thực sự là một người tốt, đối xử chân thành, thiện lương và khoan dung với người khác thì lời cầu nguyện của chúng ta trước thần Phật mới linh nghiệm, và khi kiếp nạn ập đến mới được thần Phật bảo hộ và che chở. Đến đây, có người sẽ nghĩ rằng cho dù đúng là như vậy, nhưng mà hiện giờ người ta đã mắc kẹt trong lũ lụt rồi, sắp tới còn không biết sẽ thế nào, họ có muốn làm người tốt thì cũng không có cơ hội đó. Quý khán thính giả thân mến, việc này làm tôi nhớ đến câu chuyện về cách trị bệnh của Trương Đạo Lăng, một người tu luyện nổi tiếng trong đạo gia vào thời Đông Hán ở Trung Quốc. Năm đó dịch bệnh hoành hành, Trương Đạo Lăng đã dùng một phương pháp rất kỳ lạ để trị bệnh cho hàng ngàn người dân. Trước tiên ông giảng cho người bệnh về các quy luật thiện ác hữu báo trên thế gian, tại sao có dịch bệnh. Sau đó bảo người này hãy nhớ lại những việc xấu mà mình đã làm trong đời và viết ra mảnh giấy nhỏ. Viết xong thì mang ném xuống sông và ngẩng lên trời khấn nguyện rằng từ nay sẽ không làm những việc xấu này nữa. Nếu trái lời thì phải hoàn trả bằng sinh mệnh của chính mình. Và quả thật, sau khi người dân làm theo lời ông thì quả nhiên đã khỏi bệnh, nạn ôn dịch cũng tiêu tan. Câu chuyện này là một tham chiếu rất tốt cho thời đại ngày nay của chúng ta. Những người có tâm tín ngưỡng thần Phật nhưng vẫn từng làm việc không tốt, hoặc trong hiểm nguy mới bắt đầu tin vào thần Phật thì cũng chưa phải là quá muộn, vì thần Phật từ bi luôn cấp cơ hội cho con người. Giữa lúc nguy nan, nếu con người hồi tâm chuyển ý, thật lòng sám hối với thần, quyết tâm thay đổi bản thân và mong có cơ hội để bù đắp lỗi lầm đã gây ra, thì lời cầu nguyện của họ cũng có thể làm cảm động trời đất, khiến xuất hiện thần tích kỳ diệu giống như việc Trương Đạo Lăng đã dạy người dân thực hiện năm xưa. Con người chỉ cần có một niệm thành tâm hối cải thì thần Phật đều biết, nhất định sẽ cấp cơ hội cho con người.
Thông qua bài viết này, tôi thành tâm mong rằng tất cả mọi người trong lũ lụt đều có thể bình an vượt qua kiếp nạn. Tôi cũng mong rằng chúng ta có thể lấy trận lũ lụt này làm lời cảnh tỉnh, tuân thủ đạo đức truyền thống, là một người chân chính, lương thiện và tín ngưỡng vào thần Phật. Như vậy các thiên tai nhân họa khác cũng sẽ tự rời xa.